Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vâng, và hôm nay em lại đi quay cho các bác xem. Tại vì dạo này em cũng rất là bận, thành ra là tuần em mới đi được một buổi thôi. Đó, do công việc của em cũng khá là bận nhé các bác nhé. Đó, và trước mắt các bác là một con trầm Onkyo SND500. Con này có giá ngoài 2 triệu 100W 4 ôm bảo hành 3 tháng. Con này nó nặng khoảng 20 cân nhé các bác nhé. Rất là nặng đấy. Bass nó 20 đánh trước mặt. Rất là đẹp. Trước mặt này nó hồi gỗ với cái thứ thì rất là ok nhé các bác nhé. Đấy là con Onkyo SND500. Và tiếp theo nữa là một con Boss 501Z, con này có giá ngoài 1 triệu. Hơn 1 triệu. Và 4 ôm, con này bảo hành 1 tháng không biết gì cả, rất là đơn giản thôi. Đấy, model là 501Z. Em thấy nó cũng khá là nặng, nó ngoài chục cân nhé các bác nhé. Con súp hơi. Và con trầm này thì là trầm điện nhé các bác nhé. Và tiếp theo nữa là một con monitor audio radio 360 HD, con này có giá ngoài 6 triệu bảo hành 3 tháng. Con này nó nhỏ lắm các bác ạ. Mặt trước nó chỉ được 20 thôi và nó sơn piano nhìn rất là bóng bẩy và đẹp. Khá là nặng. Đấy, mặt trên của nó là bóng nhoáng. Con này thì là vẫn còn dây điện này. Đấy, con này là con trầm điện nhé các bác nhé. Nhìn đen bóng piano rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo nữa là một con Yamaha ST SW90. Con này có giá ngoài 1 triệu bảo hành 1 tháng. Sản xuất năm 1999, 100W. Con này cũng khá là nặng nhé các bác nhé. Này các nút trên trước mặt này, volume này, bật nguồn này và nút hai cút này. Đó. Nó nặng quá thành ra này nó không xoay đằng sau cho các bác xem được. Đó, và đây là con Yamaha IST SW40. Con này có giá mấy trăm nghìn thôi, 5 ôm 50W, bảo hành 1 tháng. Con này hơn chục cân. Con này cũng nghe cũng khá là hay nhé các bác nhé. Đấy. Thì có mấy con này em đi có mấy con trầm em quay cho các bác xem. Và bên này có một con Liên Lông DSW MG55. Cái này có giá gần 1 triệu bảo hành 3 tháng. Rất đẹp, màu gỗ bát đánh úp gầm nhé các bác nhé. Cái này là bát đánh úp gầm. Bên dưới này đế nó đế nhựa, đế gỗ. Đây là đằng sau của chiếc trầm này. Input bằng RCA là cắm trực tiếp dây lấy nguồn nhạc vào đây. 8 ôm. Con này made in China, 72W. Made in China nhé các bác nhé. Nó cũng rất là nặng đấy, tầm chục cân đấy. Trầm thường thường rất là nặng. Và tiếp theo nữa là một con Sony Acoustic SW100. Con này có giá gần 1 triệu, không có bảo hành. Con này thì không bảo hành. Con này chắc là bát được 20 ấy các bác ạ. Con này là súp hơi nhá các bác nhé. 4 ôm 80W, made in China. Trầm em thấy là toàn made in China. Nhìn hình thức thì rất là đẹp,
rất là ok. Và tiếp theo nữa là một con Onkyo SN307. Con này có giá gần 2 triệu, sản xuất năm 2001, 4,7 ohm, 75W, 5 ohm nhé các bác nhé. Và hành 3 tháng. Con này nó dài quá em không xoay được, nhưng mà con này nó cũng nặng. Nó gần 20 cân nhé các bác nhé. Đó là em đi có mấy cái con trầm như vậy. Trên này có một con trầm GBN, con Cho SB1, sản xuất năm 1990, con này có giá hơn 1 triệu 80W, 8 ô, 50 hạc đến 150 hạc nhé các bác nhé. Đây là trước mặt nó. Đằng sau thì em không thấy để quay cho các bác xem. Đây em sẽ ra đằng sau quay cho các bác xem. Đấy. Các đường vào in out này. Ngõ vào in out đấy nha các bác nhé. Đó, và bên trên thì có mấy bộ dàn mini của Onkyo FX7DV, sản xuất năm 2003, bảo hành 3 tháng, con này có giá ngoài 2 triệu. Rất là đẹp, chạy DVD cũng có thể giải mã được MD nữa. Bộ của nó gồm một loa trầm này và ba loa nhỏ nhỏ này. Loa này, bộ này là 5.1 nữa các bác nhé. Đấy. Tiếp theo nữa là đây em thấy có một bộ Onkyo SA205HD, con này có giá ngoài 3 triệu. Con này là đây có hai loa này, hai loa trên và một loa dài bên dưới này và một chiếc đầu này. Vẫn còn điều khiển này, rất là đẹp. Từ đây em đi thấy có vài con trầm như vậy, cũng nhiều bác hỏi trầm em nhưng mà em thấy toàn là trầm bát 20 thôi, không thấy cái trầm nào nó to cả. Đó, thì các bác thích con nào thì hãy liên hệ với em qua Zalo của em 0967815285. Thì em sẽ lấy cho các bác, gửi về Việt Nam cho các bác. Em cũng xin kết thúc video ở đây. Các bác yêu quý em thì hãy ủng hộ em, cho em xin một like, một share và đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Và em hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo của em ạ. Em xin kính chào các bác ạ.